nhiều cơ hội hơn cho đội tuyển Việt Nam để có được bàn thắng. Văn Toàn, Văn Toàn đã gặp đi. Vào sân còn đang chỉ hơn một phút thôi nhưng Văn Toàn đã mang về quả penalty cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Quyết định đường thẳng rất nhanh chóng qua trọng tài của Nhật Bản Sato. Rất dứt khoát của ông Yuji Sato. Sự nhanh nhẹn của Văn Toàn là một cú rất nguy hiểm. Và ngay lập tức sau khi anh vào sân, mặc dù chưa có được thể trạng tốt nhất, một chút tiểu xảo với tâm lý của đồng Paula, anh đang làm cố gắng để tạo sự mất tập trung và ức chế từ phía đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Ngọc Hải.
nguy hiểm. Và ngay lập tức sau khi anh vào sân, mặc dù chưa có được tình trạng tốt nhất,